Chị mẹ nuôi được chưa Tùng? Lấy cái ruồi nha. Cái ruồi đâu rồi? Cái ruồi đâu rồi? Hai cái đứa này không đi được. Thằng Ken lên giường. Mau. Ken lên giường rồi bà lên đi đi. Tùng nối lì lại Tùng ơi. Tùng ơi. Được chưa Tùng? Lên giường. Tùng ngủ chứ Tùng. Đánh chết mẹ mày này Tùng ơi. Đi lên ngủ với ông. Tao lấy cái ruồi. Tao mà lấy cái ruồi mày chết này.
Tao phải lấy cái ruồi vô mày liệu. Giường đi. Nữ bà đang lấy, lên giường nằm đi, bay thủ tục hết buổi trưa. Chiều rồi hô làng không gãy mới chết. Uống đi rồi lên giường ngủ, mau lên. Bà giờ không nói chuyện với nữa, bắt ngủ. Lên giường. Mau em này dậy giờ đấy. Ngủ chưa? Không nói chuyện nữa két.
Tùng ngủ chưa Tùng? Chưa ngủ lây.
vô ngủ tao. Mau lên. Tao tưởng mình ngủ đâu, mình cứ lỉnh lỉnh nữa. Mau lên. Hai đứa này rủi nhờ. Mưa rồi này. Mưa rồi. Mau lên, xong chưa? Đi lên, bà cứ đi đi. Phải. Hai đứa lên giường ngủ. Mẹ rui rồi. Chưa đi lên. Đi lên Tùng. Ngủ chưa? Hai đứa kia. Thằng Tùng này. Quân nằm xuống còn ngủ mẹ Ken, đừng có nghỉnh nữa. Ken ngủ chưa? Tùng ơi, mẹ lấy ruồi nha. Không mua đi em à? Không mua đi em à? À ra, ra lấy 300 mấy chứ lấy. À dạ, à dạ thôi thèm rồi, vừa mua đi về thành phố mua.
ở ngon mùi một cái chăng. Ừ, cái răng phải đó. Em thấy nó cũng đắt đó. Ngủ chăng. Thằng Tùng ngủ chưa? Ken. Thằng Tùng. Này. Thằng Tùng. Nằm xuống. Mày ngủ mô. Không dậy cái đã.
Rơi hả? Vô chiếu không? Đang ngủ à? In cho em cố ngủ đi. Ngủ giường nằm cho ấm đi đây. Cháu đừng có đợi đụng lấy cách nha. Không anh cốm này dạy anh cốm la làng ấy.
Rơi ô tô, lại rơi ô tô. Ôi, chết rồi. Dạ. Đừng có lấy nè. Cháu cầm cho giữ lại, cháu đừng có làm rơi. Nghe chưa?
Thank you.
Thank you.
từng ống một. Rét quá cổ mở, rét đến rồi cổ mở. Ách chích. Giết quá cô mẹ.
Thôi để cho anh mượn cái nhá.
Thank you.
Cho anh mượn Ken. Ừ. Ừ. Dặn thế. Ngồi đó. Thích đi. Đi ngồi đi. Quay được mấy rồi? Hả? Quay được mấy rồi? Cái lúc hình rồi. Hết 5 phút chưa? Hả? Hết 5 phút chưa? Vừa. Quay đâu mà 5 phút. Bữa nay quay 5 phút ra. Quay 2 tiếng chứ. Được mấy rồi? Tiếng chưa? Không tiếng. Đó. Chữ hơn tiếng hơn lại. Gần được. Rồi thế. Lúc mà em thấy con lại. Ấy chắc là cái lẽ. Ý cái điệu con gái. Thế ai mặc áo xanh đi vào từ ngoài kia vào cổng thì em. Ô đừng nước bẩn không? Không bẩn. Thế anh không phải áo xanh nè. Không. Con lại bác ngồi đây thì nãy nhảy xanh cái đầu. Ôi. Con ngồi ở đây để tư vấn cho con đi ra ngoài. Vãi gì vậy? Cái này ai xa đang cái đang này bà lại. Ôi sao rét thế không được. Rét thật phải chứ. Thôi cho bà lại từ bữa nãy rồi. À kén nhỉ. Cái màu áo ở đây là của núi. Ôi. Anh thị cốm ạ. Anh thị cốm ạ. Anh thị cốm ạ. Ngồi như con cái. Bữa nãy cầm ra cửa. Áo nó to. Tại anh đây. Tại gì ạ? À tại anh. Đâu tại nữa chi? Mưa bay á. Ây à. Đi quay 5 phút răng được nhỉ? Hả? Đi quay 5 phút răng được. À, em bỏ quay 5 phút kiểu chi? Quay 5 phút tốt ánh lắm. Mà mi đang còn đòi quay lúc sáng quay hết 2 tiếng. Rồi chờ mới chạy đi mô. Em rời về nắng. Ừ, tí nó chạy sang nền nắng này. Đây, đây nữa.
Nãy tao đang định chạy sang đấy chứ. Nhưng mà để sao hết cái 2 tiếng. Có nhà. Có nhà. Ờ đang nhà ra mở cửa. Giờ không có nhà. Ôi đi đây đâu. Đi đồng. Có lúc lại chưa mưa. Nãy mưa tuôn đó, đang mưa đó. Đi phát là mưa luôn. Đi đến nửa lúc tao quay là mưa. Tí thì chị bằng em rồi. Chị bằng 10 giờ, thừa đây. Chị một tiếng 20 đây. Mi mộng dù. Mưa thì lúc đấy mưa em quay 12 giờ 15. Hả? 12 giờ 15 hay 20 tao quay rồi. Thế, đây đã mưa đâu, mãi mới mưa. Thế là bảo quay thôi. Tôi cơm cho cái bọn đi ngủ hết. Tao tao đi quay. Tao bắt thằng Tùng nó đi ngủ. Em ăn cơm sao em đi quay. Đến nhà bên muộn hơn. Ăn xong rửa bát giặt quần áo xong tao đi quay. Nuôi đến quần áo đó nè. Nước này chảy được nó.